Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay vào sáng sớm trời vẫn âm u, nhiều mây và có sương mù. Và ban ngày nhiệt độ cũng không tăng quá cao với nhiệt độ ban trưa chỉ tăng lên ngưỡng là từ 20 đến 23 độ. Sau đó từ khoảng chiều tối và đêm, thời tiết sẽ có sự chuyển biến. Do tác động của không khí lạnh kết hợp với quá trình hội tụ trong gió tây trên cao nên mưa sẽ xuất hiện, trước hết ở các tỉnh vùng núi, sau lan dần đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Toàn khu vực sẽ có mưa diện rộng. Do tác động của mưa và không khí lạnh nên nền nhiệt có xu hướng giảm nhanh. Trời có khả năng xuất hiện rách đậm trong ngày 16, ngày 17 với nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống ngưỡng là từ 11 cho tới 14 độ. Với các tỉnh Trung Bộ trong ngày hôm nay, thời tiết nói chung biến đổi không nhiều. Mưa rào cục bộ có thể xuất hiện tại một vài nơi, nhất là các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ như là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Sau đó, từ khoảng đêm ngày 15, do tác động của không khí lạnh nên mưa sẽ bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau sẽ lan dần xuống khu vực Trung Trung Bộ trong ngày 16, ngày 17. Có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và rông. Bà con cần chú ý đề phòng tố, lấp và gió giật mạnh trong cơn rông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay thời tiết không biến đổi nhiều. Mưa rào chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi phía Nam Tây Nguyên, tuy nhiên lượng ít và trong thời đoạn ngắn. Vào ban ngày trời có nắng nhiều, nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh Tây Nguyên phổ biến là từ 27 đến 31 độ. Riêng Đà Lạt do điều kiện địa hình nhiệt độ cao nhất chỉ ở ngưỡng là 24 độ. Còn với khu vực Nam Bộ thì trời có nắng nhiều hơn vào ban ngày, với nhiệt độ ban trưa có thể nâng lên ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Có nơi thuộc miền Đông còn vượt ngưỡng là 34 độ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau thưa quý vị và các bạn tại thủ đô hà nội trong ngày hôm nay vào sáng sớm trời vẫn ở ngưỡng rét với nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng là từ 18 đến 20 độ vào ban trưa nền nhiệt cũng chỉ tăng chậm lên ngưỡng 23 độ càng về chiều tối và đêm thì trời chuyển mưa và gió lạnh làm từ ngày mai nền nhiệt sẽ giảm nhanh từ 6 tới 7 độ và trời ở ngưỡng sắp xỉ rét đậm như vậy trong thời gian tới thời tiết sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ trời chuyển mưa và rét Quý vị nên lưu ý đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ để tránh tác động do điều kiện thời tiết thay đổi. Đến với thành phố Hải Phòng, không khác nhiều so với thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay do tác động của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm trời cũng sẽ chuyển mưa, mưa rào. Nền nhiệt có xu hướng giảm mạnh nên người dân cũng cần lưu ý với sự thay đổi của thời tiết có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như giao thông đi lại và nhiều hoạt động ngoài trời khác. Từ sáng đến trưa chiều thì tiết trời vẫn chưa thay đổi nhiều với nhiệt độ giao động trong khoảng từ 18 cho tới 22 độ. Không chỉ gây biến đổi thời tiết trên đất liền mà ở huyện ven biển, ngoài mưa còn xuất hiện gió mạnh. Tàu thuyền nên đặc biệt lưu ý nên neo đậu an toàn và tuyệt đối không nên ra khơi để đảm bảo an toàn. Đến với thành phố biển miền Trung Đà Nẵng trong ngày hôm nay vào ban ngày, trời có nắng nhẹ gián đoạn với nhiệt độ ban trưa không tăng quá cao, chỉ tăng lên ngưỡng là từ 27 cho tới 28 độ. Cùng với đó là mưa ít có khả năng xuất hiện nên thời tiết nói chung không tác động quá nhiều đến các hoạt động dân sinh và giao thông đi lại cũng như các hành trình khám phá tham quan của du khách tại thành phố này. Tuy nhiên vào sáng sớm thì trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất chỉ vào khoảng từ 21 đến 22 độ, nên du khách cũng cần lưu ý nếu muốn tắm biển vào khoảng thời gian này. Với thành phố Buôn Mê Thuột, ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng khô và ít mưa tại thành phố. Dự báo nhiệt độ cao nhất vào ban ngày có thể đạt ngưỡng là từ 27 đến 28 độ, thấp nhất ngày giảm xuống khoảng từ 19 cho tới 20 độ. Với kiểu thời tiết này, nói chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như việc thu hoạch và cất giữ nông phẩm của bà con nơi đây. Đến với thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố này tiếp tục có nắng khô vào ban ngày, trời khá nóng mức vào thời điểm ban trưa chiều với nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng là 34 độ. Do vậy nếu phải lưu thông hay làm việc ngoài trời vào thời điểm này thì quý vị nên lưu ý đến việc uống đủ nước. Càng về chiều tối thì nền nhiệt cũng giảm dần. Thời trời dễ chịu hơn, mức nhiệt thấp nhất tại thành phố được dự báo sẽ giảm về khoảng 23 cho tới 24 độ. Đến với thành phố sông nước Cần Thơ trong ngày hôm nay, thời tiết hầu như ít biến đổi với phổ biến có nắng, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 32 đến 33 độ, thấp nhất về đêm giảm xuống khoảng 23 cho tới 24 độ. Thời tiết cũng không gây cản trở nhiều đến các hoạt động ngoài trời cũng như giao thông đi lại trong ngày hôm nay cũng như là trong một vài ngày tới những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành